Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập trang 19. Bài số 1. Mua 12 quyển vở hết 24.000. Hỏi mua 30 quyển vở hết bao nhiêu tiền? Thì chúng ta sẽ tính một quyển là bao nhiêu được, một quyển là bao nhiêu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhân lên cho 30 nha. Bài số 1, trang 19. Rồi, chúng ta sẽ tính là số tiền mua một quyển vở là. Chúng ta lấy 24.000 thì chia cho 12 là bằng 2.000. Rồi, người ta yêu cầu tính cho 20 quyển vở thì chúng ta sẽ tính số tiền mua 30 quyển vở chứ, 30. Chúng ta lấy 2.000 đồng một cuốn nhân cho 30 cuốn bằng 60 hay 60. Tiếp theo qua bài số 2. Bạn Hà mua 2 tá bút chì hết 30.000. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả hết bao nhiêu tiền? Thì trước tiên ngay chỗ này chúng ta sẽ đổi cái bạn Hà này ra là 2 tá bút chì nha. 2 tá bút chì là mỗi tá là 12 cây mà 2 tá bút chì là 24 cây được. Chúng ta sẽ đổi cái này ra. Rồi chúng ta tính một cây được. Bài số 2 trang 19. 2 tá bút bằng 24 cây. Nè. Một tá là 12, hai tá là 24. Nè. Rồi, chúng ta sẽ tính số tiền một cây bút chì là. Chúng ta lấy 30.000. 30.000 chia cho 24 bằng là 1.250 đồng. Nào. Rồi người ta hỏi yêu cầu, tính gì? Mua 8 cây như thế trả bao nhiêu tiền? Chúng ta lấy 1.250 đồng nhân cho 8 bằng 0, 8 bao 5 40, 0 như 4, 8 nhân 2 là 16, 4 20, 0 như 2, 8 1 8 20.
10.000 đồng. Tiếp theo, qua bài tiếp theo. Bài số 3. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần là có 3 chiếc xe, mỗi ô tô là chở 120 học sinh. Hỏi đọc đợt thứ hai thì chở 160 học sinh. Thì tham quan thì cần bao nhiêu chiếc xe nha. Thì chúng ta ngay chỗ này thì chúng ta tính là mỗi chiếc ô tô chở được bao nhiêu người, được không? Mỗi chiếc ô tô thì chở được bao nhiêu người. Rồi sau đó thì chúng ta lấy 160 này chúng ta chia cho mỗi chiếc bao nhiêu người đó thì ra chiếc xe nha. Bài số 3 trang 20. Rồi, trước tiên thì chúng ta tính là một ô tô, số người một ô tô chở được là, trăm hai tới chia ba, 40 người. Được không? Rồi, bây giờ đợt 2 tới 160 người thì chúng ta lấy chia cho 40 người thì chúng ta sẽ được 4 chiếc xe. Số xe ô tô đợt 2 cần là, chúng ta lấy 160 người chúng ta chia cho 40 bằng 4 xe. Đáp số. Bốn xe. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái bài số 4, bài cuối cùng của phần này. Bài số 4 có gì đây? Một người làm trong 2 ngày được 72.000 tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả công bao nhiêu tiền? Yeah. Thì chúng ta tính một ngày công đi, yeah, một ngày công. Lấy 72.000 chúng ta chia cho 2 thì chúng ta tính một ngày công. Rồi chúng ta sẽ nhân cho 5 ngày, yeah. Bài số 4 trang 20. Số tiền một ngày công là 72.000, mình chia cho 2 là bằng 36.000. Nè, 36.000 một ngày thì chúng ta sẽ tính cho 5 ngày, được không? Số tiền 5 ngày công là, chúng ta lấy 36, chúng ta 36.000 chúng ta nhân cho 5 bằng 56 30 0 với 3 53 15 18 180.
Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.